Dòng sản phẩm virtual của Dell từ trước đến nay đều hướng tới những khách hàng là doanh nhân hay doanh nghiệp có sự bảo mật rất là tốt. Và bây giờ là cuối năm 2020 thì Dell đã nâng cấp dòng sản phẩm virtual của hãng. Cấu hình cao hơn thế nhưng mức giá lại tốt hơn rất là nhiều. Cụ thể với dòng sản phẩm Dell Virtual 5402 được trang bị CPU Intel thế hệ thứ 11 có thêm card đồ họa thế nhưng mức giá lại chỉ có hơn 18 triệu đồng thì đã có mặt tại AnFat. Phần thiết kế của Dell xưa nay vẫn rất tốt, máy được làm từ kim loại rất chắc chắn, cảm giác sờ vào mịn và mát. Không giống như những sản phẩm khác thì Dell Virtual 5402 sử dụng bản lề dạng nâng. Khi mở máy ra thì phần khung máy sẽ được đẩy cao hơn và khu vực khung màn hình sẽ chịu trách nhiệm đỡ cả máy. Phần phít cao su có nhiệm vụ chính là để nâng máy lên và chứa cả phần anten để có thể thu bắt sóng. Phần phít cao su này thì cực kỳ dày, thế nên là theo mình nghĩ là các bạn có thể dùng đến vài năm nữa cũng chưa chắc là phần phít này có thể mòn được. Điểm mạnh khi sử dụng bản lề dạng nâng đó chính là việc che đi một phần của cạnh dưới màn hình, khiến cho tổng thể khi nhìn vào mẫu laptop sẽ cho được cảm giác giống như là cả bốn cạnh viền siêu mỏng như nhau. Khu vực phía trên màn hình là nơi được đặt webcam và như mình đã nói ở đầu video thì đây là mẫu laptop hướng tới doanh nhân, thế nên rất cần sự bảo mật, dĩ nhiên là không thể thiếu được phần che webcam. Màn hình của Virtual 5402 là màn hình 14 inch độ phân giải Full HD, tấm nền WPA cho chất lượng gần như là tương tự với IPS với độ sáng lên tới 300 nit cho góc nhìn rất là tốt, màu sắc hiển thị lên đầy đủ. Độ bao phủ màu với 56% sRGB, 40% Adobe RGB phù hợp với các nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản. Còn đối với làm thiết kế đồ họa thì độ bao phủ này sẽ hơi thấp một chút. Cấu hình cực kỳ đáng nói khi Dell trang bị CPU Intel Core i5-1135G7 với 4x8 luồng thế hệ thứ 11 mới nhất, RAM 8GB DDR4 và có thể nâng cấp lên 16GB, SSD 256GB. Đi kèm với cấu hình này thì không những chỉ có card đồ họa Intel Xe Graphics mà có thêm một card đồ họa rời đến từ NVIDIA GeForce MX330 giúp hiệu năng của chiếc laptop trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều trong tầm giá chưa đến 20 triệu. Bàn phím của Dell Virtual 5402 có hành trình phím không sâu lắm nhưng bù lại thì độ nảy khá tốt, layout phím rõ ràng, khoảng cách phím hợp lý thế nên là các bạn hoàn toàn sẽ không lo bấm nhầm. Bàn phím thì sẽ có đèn LED nền giúp các bạn có thể làm việc được trong môi trường thiếu sáng và sẽ có hai mức để điều chỉnh độ sáng. Có một điểm mà mình rất thích ở sản phẩm này chính là Dell sẽ hỗ trợ tự động bật máy lên khi các bạn mở máy ra. Nút cảm biến vân tay sẽ được Dell thiết kế ngay khu vực bàn phím ở góc bên trên phía bên phải. Giống như mở những chiếc MacBook thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian mở máy, tiện lợi hơn rất là nhiều. Touch bar thì với kích thước vừa đủ, khả năng tracking tốt, độ nhạy cao. Xung quanh touch bar thì được Dell thiết kế viền cắt kim cương bao quanh sẽ cho cảm giác vô cùng sang trọng. Cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi có hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort, một jack audio combo. Và cuối cùng là thời lượng pin thì với viên pin 3 cell 40Wh, các bạn có thể sử dụng chiếc laptop này với chế độ tiết kiệm pin từ 4 đến 6 tiếng với các tác vụ từ văn phòng cho đến giải trí. Và ngoài ra thì khi mua mẫu laptop này của Dell thì các bạn sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng. Đi kèm đó là chính sách bảo hành tận nơi Pro Support 24/7 của Dell. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi vào số 1800545455 thì nhân viên của Dell sẽ xuất hiện trong thời gian sớm nhất. Và cùng với bộ quà tặng lên đến 800.000 đồng thì chính vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng chiếc máy tính này của Dell lên tới 10 năm. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là AnFat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.